Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay, cô bé Lộ Lem đã đến gặp hoàng tử trong buổi dạ tiệc lúc nửa đêm. Không khí mùa Halloween đã đến, xin phép Lộc và Loan mặc những bộ đồ Halloween để mang lại những niềm vui nhỏ nhỏ đến quý vị. Và sau bản tin chính, cứ mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Tin tức cộng đồng miền Nam California. Nổ súng gây tai nạn ở xa lộ 15 California hướng Nam, đóng toàn bộ gần 4 tiếng đồng hồ. Để 18 thi thể bị thối rữa trong nhà hoàng ở Georgia, chủ nhân bị bắt. Theo điều tra cho biết, nghi phạm trong việc lạm dụng bất thành ở Florida đã nộp đơn xin tị nạn một ngày trước đó. Ông Ben Trudeau ra tòa lần đầu tiên, bị cấm rời nước Mỹ, đóng 50.000 đô la để tại ngoại. Hàng triệu lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện trên khắp California với cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Thùng phiếu ở Portland, Vancouver cháy, hàng trăm lá phiếu bị thiêu rụi. Chủ sở hữu của Madison Square Garden trả lời về cuộc vận động của cựu tổng thống Donald Trump. Đảng Cộng hòa tìm kiếm sự can thiệp của tòa án tối cao về tranh chấp phiếu bầu ở Pennsylvania. Phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông MRC, việc đưa tin của giới truyền thông trong cuộc đua tổng thống năm nay mất cân bằng nhất trong lịch sử. Phó Tổng thống Kamala Harris thách thức cựu Tổng thống Donald Trump cùng kiểm tra nhận thức. Âm thanh rò rỉ từ microphone cho biết được Phó Tổng thống Harris bị phát hiện thừa nhận chiến dịch của bà không đạt được tiến triển với các cử tri nam. Cựu cố vấn tòa bạch ốc Steve Bannon sẽ được thả khỏi nhà tù trước ngày bầu cử vài ngày. Chính phủ Hoa Kỳ mua 3 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Hoa Kỳ siết chặt quy định đầu tư vào kỹ thuật của Trung Quốc. Nhà tài phiệt xây dựng tòa bạch ốc trên đỉnh tháp chọc trời ở Ấn Độ nhưng không bao giờ được ở. Công ty Palantir của tỷ phú Thiel bị nhà đầu tư Na Uy thoái vốn vì làm việc cho Israel. Iran thi hành án tử đối với nhà bất đồng chính kiến người Đức gốc Iran sau nhiều năm bị giam cầm. Israel chi thêm gần 540 triệu đô la để phát triển lá chắn tia sắc bi. Tổng thống Ai Cập đề nghị lệnh ngừng bắn mới với tư cách là giám đốc CIA ở Trung Đông để đàm phán. Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga ở Ấn Độ. Ukraine bắt tình nguyện viên bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Philippines tuyên bố tin tưởng tính liên tục của chính sách an ninh Hoa Kỳ bất kể kết quả bầu cử như thế nào. Tin Việt Nam chiêu trò cô đồng. Phan Thị Thu Trang đã lừa 28 tỷ đồng của nhiều người. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay là 2.755 đô la 06 cent một ounce, tăng 12 đô la 78 cent so với ngày hôm qua là 2.742 đô la 28 cent một ounce. Giá dầu Brent là 76 đô la 05 cent một thùng. Giá dầu WTI là 72 đô la 20 cent một thùng. Tin tức cộng đồng miền Nam California. Hội Ung thư Việt Mỹ trợ giúp thực phẩm hàng tháng dành cho quý đồng hương vào ngày thứ Bảy ngày 2 tháng 11 từ 10 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa tại văn phòng của Hội Ung thư Việt Mỹ. Xin quý vị vui lòng liên lạc để lấy hẹn. Nhóm giúp đỡ hàng tháng dành cho các bệnh nhân ung thư và người thân yêu sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy ngày 9 tháng 11 2024 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa cũng tại văn phòng của Hội Ung thư Việt Mỹ. Những sinh hoạt về thủ công mỹ thuật, tự làm thiệp vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, 2024, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Văn phòng Hội Ung thư Việt Mỹ. Lớp học Project Alert, cách phòng chống lạm dụng chất gây nghiện dành cho các bạn học sinh trung học và phổ thông đang sống tại thành phố Santa Ana, Stanton và Costa Mesa, thời gian từ 4 giờ chiều tới 5 giờ rưỡi chiều, thứ tư hàng tuần. Để tìm hiểu thêm chi tiết các sinh hoạt của Hội Ung thư Việt Mỹ hoặc ghi danh cho các chương trình, xin quý vị hãy liên lạc số điện thoại 714-751-5805 hoặc là gửi email đến info@vacf.org hoặc vào trang mạng www.vacf.org. Địa chỉ văn phòng của Hội Ung thư Việt Mỹ là 17150 New Hope Street, Suite 201 Fountain Valley, CA 92708. Hiệp hội Trẻ Em Children's Bureau có dịch vụ miễn phí cho phụ huynh có con nhỏ từ 0 đến 8 tuổi, giúp kiểm tra sự phát triển, cảm xúc, sức khỏe của trẻ em
hướng dẫn cách thức dạy con trẻ có hành vi chống đối, giúp đỡ trẻ em trong nghịch cảnh như bạo hành trong gia đình hay bị bỏ mặc, và kết nối gia đình đến các dịch vụ thích hợp khác. Xin liên lạc Yến Trần số điện thoại 213-399-5664. Nổ súng gây tai nạn ở xa lộ 15, California, hướng Nam, đóng toàn bộ gần 4 tiếng đồng hồ. Tất cả làn đường hướng Nam trên đường xa lộ I-15 đóng từ sáng ngày thứ Hai 28 tháng 10 tới khoảng 2 giờ chiều cùng ngày mới mở lại do một vụ nổ súng xảy ra ở đoạn qua đèo Cajon. Sự việc xảy ra lúc 10 giờ rưỡi sáng gần lối ra dọc theo xa lộ I-15 phía bắc của Highway 138. Theo cảnh sát, đường xa lộ California CHP, một chiếc Toyota Tacoma bị lật nghiêng, hành khách trong xe đã được đưa vào bệnh viện. Một người trong xe bị trúng đạn ở chân. Đạn bắn ra từ một chiếc xe Volvo XS đời mới, phần đầu bị móp trong tai nạn, người tài xế đã tẩu thoát, chưa biết chạy về hướng nào. CHP đã phải đóng xa lộ để tìm những vỏ đạn. Các loại xe đã được chuyển hướng đến Ranchero Road, lối vào xa lộ từ đường Oak Hill Road cũng đã bị đóng. Đèo Cajon nằm giữa rạng núi San Bernardino và San Gabriel. Cảnh sát vẫn đang điều tra và kêu gọi ai biết những tin tức hãy thông báo với cảnh sát. Để 18 thi thể bị thối rữa trong nhà hoàng ở Georgia, chủ nhân bị bắt. Chủ nhân một nhà tang lễ ở Georgia bị bắt vào ngày Chủ nhật 27 tháng 10 và buộc hàng chục tội danh sau khi nhà chức trách phát giác ra 18 thi thể bị trương sình ở đó. Cục điều tra của Georgia GBI bắt giữ Chris Johnson, 39 tuổi. Cuộc điều tra bắt đầu từ lệnh trục xuất vào ngày thứ Bảy. Cảnh sát quận Coffey nhận thi hành lệnh trục xuất nhà quan và dịch vụ hỏa táng Johnson Funeral and Cremation Services tọa lạc ở đường Highway 441 South. Khi đến nơi thì cảnh sát tìm thấy 18 thi thể đã bị phân hủy ở nhiều cấp độ khác nhau trong tủ lạnh. Do đó, cảnh sát đã gọi cho cơ quan điều tra tiểu bang GBI vào cuộc. Johnson bị buộc 17 tội bỏ bê xác chết, trong đó có thi hài trẻ em. Một thi hài còn mới chưa bị phân hủy nên không tính trong các tội danh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy xác của một con chó và một con mèo. Từ nhiều tháng nay, Johnson đã đi tìm một địa điểm mới để dời nhà hoàng qua đó. Nhưng chưa có chỗ thì chủ đất xin được án lệnh trục xuất nhà hoàng. Johnson từng tranh cử vào chức vụ giám đốc dảo nghiệm tử thi hồi tháng 5 nhưng không thành công. GBI cho biết sẽ còn thêm nhiều tội danh nữa dành cho nghi can Johnson. Ai có biết những tin tức liên quan đến vụ bỏ bê nhà hoàng, có thể trình báo với văn phòng GBI ở Douglas, số điện thoại là 912-389-4103 hoặc sở cảnh sát quận Coffey, số điện thoại 912-384-4227. Theo điều tra cho biết, nghi phạm trong việc lạm dụng bất thành ở Florida đã nộp đơn xin tị nạn một ngày trước đó. Một người di cư buộc tội tấn công tình dục một người phụ nữ tại cánh đồng ở Florida đã nộp đơn xin tị nạn chỉ một ngày trước vụ tấn công bị cáo buộc, cảnh sát của địa phương cho hay. Văn phòng cảnh sát Volusia VSO đã được cảnh báo về một vụ tấn công đang diễn ra ở Pearson, phía bắc Orlando, khi nạn nhân gọi 911, giả vờ gọi pizza khi nghi phạm ở gần đó. Cảnh sát phát hiện Luis Diego Hernandez, một Ohio, 27 tuổi, đang đè lên người phụ nữ. Người được nghe thấy đang la hét cầu cứu trong đoạn video do sở cảnh sát công bố. Cảnh sát trưởng Mike Trickwood cho biết Hernandez Mokhayo đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và cùng với ba cáo buộc, anh ta đã bị cơ quan thực thi di trú hải quan ICE giam giữ. Video do VSO chia sẻ có cảnh nạn nhân nói, tôi muốn gọi pizza khi nhân viên tổng đài 911 bắt máy. Nhân viên tổng đài đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra và xác định được tín hiệu điện thoại của cô. Cô ấy có thể nói với chúng tôi rằng cô ấy đang bị một người giam giữ và anh ta không có vũ khí, cảnh sát trưởng cho biết. Đoạn phim từ camera gắn trên người cho thấy, người phụ nữ đã hét lên rằng Hernandez Mokhayo đang cố gắng cưỡng hiếp cô khi cảnh sát đến bắt nghi phạm. Nếu bạn xem video, nếu bạn là một người cha, nếu bạn là một người đàn ông, nếu bạn là một người anh, và bạn nghe thấy những tiếng hét đó phát ra từ nạn nhân của chúng tôi, điều đó khiến cho tóc gáy bạn dựng đứng, cảnh sát trưởng đã nói. Người phụ nữ cho biết anh ta trở nên hung dữ sau khi sử dụng cocaine và không chịu thả cô ra trước khi cố gắng cưỡng hiếp cô, cảnh sát cho biết. Vào đúng lúc này thì cảnh sát đã đến. Cảnh sát trưởng buộc tội anh ta về tội cố ý tấn công tình dục, tấn công bằng cách siết cổ và giam giữ trái phép. Cảnh sát trưởng Trickwood cho biết ông tự hào vì nạn nhân đã cung cấp tin tức, cũng như các nhóm cảnh sát của ông đã tìm ra sự việc và đến kịp thời với cô.
Hồ sơ nhà tù của quận Volusia cho thấy nghi phạm đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 12.500 đô la. Lệnh tạm giữ người nhập cư do ICE cấp có nghĩa là cơ quan này có thể giam giữ một người nhập cư bất hợp pháp sau khi cơ quan thực thi pháp luật địa phương thả họ, có thể là sau khi bị kết án hoặc nếu họ được tại ngoại. Sau đó, cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các thủ tục để trục xuất. Trong năm tài chính 2021, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 2024, ICE đã trục xuất 19.557 người có tiền án hoặc đang chờ truy tố. Ông Ben Trudeau ra tòa lần đầu tiên, bị cấm rời nước Mỹ, đóng 50.000 đô la để tại ngoại. Cựu giám sát viên Andrew Doe vừa ra tòa án liên bang ở Santa Ana vào ngày thứ Hai 28 tháng 10. Đây là lần đầu tiên ông trình diện trước chánh án Adam D. Smith kể từ khi ông từ chức và đạt thỏa thuận nhận tội tham nhũng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và biện lý cuộc Orange County ngày 22 tháng 10. Chánh án Adam D. Smith cho biết ông Andrew Doe phải giao nộp sổ thông hành, không được rời nước Mỹ, phải đóng tiền tại ngoại hầu tra 50.000 đô la và không được bán hoặc chuyển giao bất cứ tài sản nào trị giá trên 10.000 đô la. Đến Alaska thì được, nhưng không được đến Hawaii. Chánh án Adam D. Smith đã nói thêm, nếu ông đi Mexico chẳng hạn, ông phải báo cho cơ quan công lực. Nếu vi phạm, ông sẽ bị cảnh cáo và có thể bị bắt vào nhà tù. Về phía mình, sau khi trả lời một số câu hỏi mang tính thủ tục, ông Andrew Doe cho biết ông không nhận tội. Vì thế, chánh án Adam D. Smith đã theo thỏa thuận với bên công tố. Ông Andrew Doe sẽ tái trình diện tòa vào ngày 31 tháng 10 để thay đổi quyết định của mình là có nhận tội hay không. Nếu ngày đó nhận tội, ông Andrew Doe sẽ chờ thêm ngày tuyên án. Nếu không nhận tội, vào ngày 17 tháng 12, tòa sẽ bắt đầu thành lập bồi thẩm đoàn để xét xử ông, vì chánh án đã cho biết thêm. Andrew Doe ra tòa với hai luật sư của mình, ngoài ra không có ai khác. Theo Bộ Tư pháp, ông Andrew Doe thông qua số tiền 9.300.000 đô la để cung cấp thức ăn cho người già và người khuyết tật, nhưng chỉ có 15% số tiền đó được sử dụng đúng mục đích và phần còn lại đã bị ăn cắp qua âm mưu của ông và được sử dụng theo nhiều cách. Andrew Doe đưa tiền cung cấp thực phẩm đó cho tổ chức bất vụ lợi Hội Việt Mỹ, Viet America Society, VAS, là tiền của liên bang và tiểu bang, nhưng không tiết lộ một trong những người đứng đầu của tổ chức là con gái của mình, cô Rhiannon Doe. Theo ông Spitzer, trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 10, ông Andrew Doe đã sử dụng 1 triệu đô la để mua nhà cho con gái Úc, rồi dùng tiền của liên bang để trả thuế đất cho nhà ở Santa Ana và Tustin, còn rút tiền mặt từ máy ATM đến cả 100.000 đô la. Hàng triệu lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện trên khắp California với cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra. 36 tiểu bang đã cho bỏ phiếu sớm và cho đến nay trên toàn quốc gia có hơn 18 triệu lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện. Tại California, con số này là 3 triệu 700 ngàn lá phiếu. Các chính trị gia cho biết, ngay cả ở California xanh thẳm, vẫn có một số khu vực, các cuộc đua rất cạnh tranh, nơi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng. Trong các cuộc đua quốc hội quan trọng, nhiều cuộc đua trong số đó diễn ra ở khu vực LA rộng lớn hơn, có thể ảnh hưởng đến đảng nào kiểm soát Hạ viện vào năm tới. Dan Snur của USC Annenberg cho biết, những con số về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm có thể rất quan trọng. Chúng tôi vẫn chưa biết họ ủng hộ ai. Cuộc bỏ phiếu sớm hiện đang diễn ra khắp miền Nam California. Quận Los Angeles có nhiều lá phiếu được trả lại nhất cho tới nay với khoảng 679.000 lá phiếu. Trưởng phòng đăng ký ghi chép quận Dean Locken cho biết có 648 địa điểm bỏ phiếu mở cửa vào ngày bầu cử. Phiếu bầu năm nay rất dài. Trong các cuộc bầu cử tổng thống, chúng tôi luôn mong đợi nhiều cuộc bỏ phiếu trực tiếp hơn một chút và tất nhiên là vào ngày bầu cử. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thói quen nghĩ vào ngày bầu cử như vậy. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi mong đợi đó sẽ là một ngày bận rộn, Locken nói thêm. Thùng phiếu ở Portland, Vancouver cháy, hàng trăm lá phiếu bị thiêu rụi. Sáng sớm ngày thứ Hai 28 tháng 10, hai thùng phiếu, một ở Vancouver, tiểu bang Washington và một ở Portland, Oregon bị đốt cháy. Thùng phiếu ở Vancouver thiệt hại nặng hơn, thiêu hủy hàng trăm lá phiếu bầu. Cục điều tra liên bang FBI đã vào cuộc. Đài truyền hình KTLU đã có mặt tại trạm Fisher Landing Transit Center ở Vancouver sau 4 giờ sáng và chứng kiến khói bốc lên dày đặc ở bên trong một thùng tiếp nhận phiếu bầu. Thùng phiếu được đặt tại trạm giao thông, địa chỉ là 3510 South East 162 Avenue. Nhiều đơn vị cảnh sát đã có mặt và phong tỏa khu vực xung quanh thùng phiếu. Khoảng 6 giờ sáng,
KATU đã chiếu hình ảnh những sắp phiếu bầu còn bốc khói, vẫn cháy âm ỉ, được lính cứu hỏa lôi ra từ thùng phiếu, dù rằng đám cháy đã được dập tắt. Thanh tra bầu cử quận Clark đã nói với KATU rằng lần chót nhân viên thu phiếu bầu từ địa điểm xảy ra hỏa hoạn là lúc 11 giờ sáng ngày thứ Bảy. Sau đó đã có hàng trăm lá phiếu được bỏ vào bên trong thùng và giới chức cho biết có thể chỉ cứu vãn được vài lá phiếu. Cử tri nào bỏ phiếu bầu vào thùng tại địa điểm này sau 11 giờ sáng ngày thứ Bảy cần liên lạc ngay với văn phòng bầu cử Clark County Election Auditor's Office để nhận phiếu bầu mới ngay lập tức. Cảnh sát Vancouver cho hay một dụng cụ mồi lửa được châm ngòi rồi thả vào bên trong thùng phiếu gây ra hỏa hoạn. Trước đó vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng, một thùng phiếu ở Portland thuộc tiểu bang Oregon lân cận cũng bị phóng hỏa bằng cách thức tương tự ở dãy 1000 đường South East Morrison Street. Cảnh sát Portland nhanh chóng dập tắt lửa, chỉ có 3 lá phiếu bị hư hại dựa theo chi tiết thấy được trên bao thư phiếu bầu. Giới chức bầu cử sẽ liên lạc 3 cử tri bị ảnh hưởng để gửi cho họ phiếu mới. Giới chức quận Multnomah cho hay bên trong thùng phiếu có dụng cụ chống cháy để bảo vệ lá phiếu. Cử tri nào đã nộp phiếu bầu vào thùng phiếu tại địa điểm này từ 3 giờ rưỡi chiều thứ Bảy cho tới 3 giờ sáng ngày thứ Hai, nếu lo ngại phiếu bầu của mình bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, có thể liên lạc với văn phòng bầu cử của quận Multnomah, số điện thoại 503-988-6826. Cảnh sát cho biết họ đã xác định được một chiếc xe có khả nghi liên quan đến các thùng bỏ phiếu tại tiểu bang Oregon và tiểu bang Washington vào sáng sớm ngày thứ Hai. Chủ sở hữu của Madison Square Garden trả lời về cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump. Những bình luận của cựu Tổng thống Trump và vài người tại Madison Square Garden ở New York vào tối Chủ nhật bị cho là chống lại người dân Puerto Rico, chống lại ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris và nhiều người khác. Diễn viên hài Tony Hinchcliffe gọi Puerto Rico là hòn đảo rác nổi. Khi được hỏi về sự việc, người chủ sở hữu của Madison Square Garden đã trả lời là một doanh nghiệp, chúng tôi trung lập trong các vấn đề chính trị. Chúng tôi cho thuê cho cả hai bên. Chúng tôi không kiểm duyệt nghệ sĩ, người biểu diễn hoặc diễn giả. Các đại diện lưu ý rằng một buổi gây quỹ cho ứng cử viên đảng Dân Chủ lúc đó là Tổng thống Joe Biden vào tháng 3 cũng đã được tổ chức tại Radio City Music Hall, nơi cũng do MSG sở hữu và điều hành, và đã quyên góp được 26 triệu đô la cho chiến dịch. Đảng Cộng Hòa tìm kiếm sự can thiệp của tòa án tối cao về tranh chấp phiếu bầu ở Pennsylvania. Trong một hành động quan trọng vào ngày thứ Hai, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và Đảng Cộng Hòa Pennsylvania đã kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp vào quyết định của Tòa án Tối cao Pennsylvania. Phán quyết của Tòa án Tiểu bang vào ngày 23 tháng 10 năm 2024 bắt buộc kiểm phiếu tạm thời của các cử tri ban đầu sai lầm trên lá phiếu gửi qua thư của họ. Việc này xuất hiện từ một trường hợp liên quan đến hai cử tri của quận Butler có phiếu bầu qua thư bị loại vì họ không có bao thư bí mật trong cuộc bầu cử của tiểu bang, giờ đây đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Yêu cầu của Đảng Cộng Hòa lên Tòa án Tối cao của quốc gia nhằm tạm dừng việc thi hành quyết định của Tòa án Tối cao Pennsylvania. Kết quả của thách thức pháp lý này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Các lá phiếu tạm thời được đề cập có thể lên tới hàng ngàn và việc bao gồm hoặc loại trừ chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở tiểu bang rất quan trọng, đó là Pennsylvania. Phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông MRC, việc đưa tin của giới truyền thông trong cuộc đua tổng thống năm nay mất cân bằng nhất trong lịch sử. Việc đưa tin trên ABC, CBS và NBC News về cuộc đua tổng thống giữa cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Kamala Harris là mất cân bằng nhất trong lịch sử, nghiên cứu được công bố một tuần trước cuộc bầu cử cho thấy. Phân tích này từ Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông MRC công bố ngày thứ Hai cho thấy Harris đã nhận được 78% phạm vi đưa tin tốt trên bản tin buổi tối phát sóng kể từ tháng 7 so với Trump, người đã là chủ đề của 85% mức độ đưa tin xấu trên cùng một mạng lưới. Sự khác biệt về mức độ đưa tin giữa hai ứng cử viên lớn hơn nhiều so với năm 2016, khi cả cựu tổng thống Trump và đối thủ khi đó là bà Hillary Clinton đều nhận được phần lớn mức độ đưa tin xấu là 91% xấu cho cựu tổng thống Trump so với 79% xấu cho bà Hillary Clinton, theo các nhà phân tích của MRC. Sự chênh lệch giữa việc đưa tin về cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Harris thậm chí còn lớn hơn so với năm 2020.
khi Tổng thống Joe Biden được đưa tin tốt với 66% so với 92% xấu về cựu Tổng thống Donald Trump, nghiên cứu cho biết. MRC đưa tin rằng ABC, CBS và NBC News đã dành hơn 200 phút phát sóng, phần lớn là xấu, tập trung vào những tranh cãi xung quanh cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi bỏ qua hoặc trong nhiều trường hợp hoàn toàn phớt lờ những tranh cãi liên quan đến Phó Tổng thống Harris, chẳng hạn như cáo buộc đảo văn, cáo buộc liên quan đến chồng bà. Thay vào đó, việc đưa tin về Phó Tổng thống Harris đã được tô điểm bằng những câu trích dẫn nhiệt tình từ những cử tri ủng hộ bà Harris, tạo ra một cảm giác rất tốt cho đảng Dân Chủ, ngay cả khi các ký giả của đài chỉ trích chính cựu Tổng thống Donald Trump, MRC viết. Các nhà phân tích đã xem xét hơn 600 phân đoạn về cuộc đua tổng thống được phát sóng trên ABC, CBS hoặc NBC News bắt đầu từ ngày Tổng thống Biden ngừng ứng cử vào cuối tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 10. Sau nhiều tuần đưa tin tốt về Phó Tổng thống Harris với tư cách là ứng cử viên đảng Dân Chủ, ba đài này dường như đã thay đổi giọng điệu sau cuộc tranh luận giữa Harris và Trump vào tháng 9, các nhà phân tích của MRC phát hiện ra. Các kênh truyền hình đã chuyển sự chú ý khỏi Harris, dành nhiều thời lượng phát sóng hơn đáng kể nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Báo cáo đã viết, từ ngày Phó Tổng thống Harris tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9, bà nhận được 353 phút đưa tin về bản tin buổi tối của mạng lưới, gần như giống hệt với 355 phút dành cho cựu Tổng thống Trump trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, kể từ đó, truyền hình đã tập trung sự chú ý vào Trump gần gấp đôi so với Harris, 398 phút cho Trump so với chỉ 230 phút cho Harris. Thời lượng phát sóng bổ sung cho cựu Tổng thống Trump khó có thể được xem là một món quà. Thay vào đó, nó phản ảnh sự tập trung sâu sắc của các mạng lưới vào những tranh cãi về Trump, tạo cơ hội cho việc đưa tin xấu, theo MRC. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 31% trong số 753 phút tin tức buổi tối dành cho Trump kể từ ngày 21 tháng 7 đã tập trung vào những tranh cãi riêng của ông. Con số này chỉ bằng chưa đầy 5% thời lượng phát sóng của Harris là 28 phút trong tổng số 583 phút đưa tin dành cho các chủ đề tương tự. Các mạng lưới liên tục trích dẫn ngày 6 tháng 1, tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, trong khi dán nhãn ông là mối nguy hiểm cho nền Dân Chủ, MRC đưa tin. Trong năm thứ ba liên tiếp, nhiều người trưởng thành ở Hoa Kỳ không tin tưởng phương tiện truyền thông là 36%, hơn là tin tưởng phương tiện truyền thông rất nhiều hoặc một số ít. 33% người Mỹ bày tỏ không mấy tin tưởng. Phó Tổng thống Kamala Harris thách thức cựu Tổng thống Donald Trump cùng kiểm tra nhận thức. Phó Tổng thống Harris cho biết sẽ thực hiện bài kiểm tra nhận thức để đáp lại những chỉ trích từ cựu Tổng thống Trump và thách thức ông làm điều tương tự. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS ngày 28 tháng 10, Phó Tổng thống Harris được hỏi liệu bà có muốn thực hiện bài kiểm tra nhận thức theo lời kêu gọi trên mạng của cựu Tổng thống Trump hay không. Chắc chắn rồi, tôi sẽ thách ông ấy làm điều tương tự. Đây chính là thứ ông ấy luôn muốn. Tôi nghĩ ông ấy ngày càng bất ổn và mất kiểm soát, phải sử dụng đến cách xúc phạm người khác, bởi ông ấy thực sự không có bất cứ kế hoạch nào cho người dân Mỹ. Bà Harris đã nhiều lần nói rằng cựu Tổng thống Trump 78 tuổi, hiện là ứng cử viên lớn tuổi nhất trong lịch sử chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ngày càng cho thấy ông không đủ khả năng để dẫn dắt quốc gia thêm một lần nữa. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã mỉa mai chỉ số IQ của Phó Tổng thống Harris. Những lời công kích từ Phó Tổng thống Harris nhắm vào sức khỏe tinh thần của cựu Tổng thống Donald Trump gia tăng sau tiết lộ từ cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly vào tuần trước. Trả lời phỏng vấn với New York Times, ông Kelly cho biết cựu Tổng thống Donald Trump khi còn là Tổng thống đã nhận xét rằng Hitler cũng đã làm được một số điều tốt. Ông cũng muốn có những vị tướng như vậy trong quân đội của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Harris cho biết nếu những tin tức trên là sự thật, điều này cho thấy cựu Tổng thống rất đáng lo ngại và rất nguy hiểm. Trả lời câu hỏi từ ký giả tại một sự kiện vận động tranh cử tại tiểu bang Nevada vào ngày 24 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump cho hay ông chưa bao giờ nói điều tốt vào Hitler và những tin tức từ cựu chánh văn phòng Kelly là bịa đặt. Âm thanh rò rỉ từ microphone cho biết được Phó Tổng thống Harris bị phát hiện thừa nhận chiến dịch của bà không đạt được tiến triển với các cử tri nam. Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ bị phát hiện, thừa nhận chiến dịch của bà đang gặp khó khăn với những cử tri nam khi nói chuyện với Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer. Vì vậy, ý tôi là chúng ta cần phải tiến lên phía trước với nam giới, Harris nói với Whitmer. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ sau đó ngay lập tức nhận thấy rằng microphone đang thu lại cuộc trò chuyện của hai người.
Chúng tôi có microphone ở đây chỉ để nghe mọi thứ. Bà có vẻ bối rối và nói, tôi không nhận ra điều đó. Giới truyền thông đang liên lạc với chiến dịch tranh cử của bà để làm rõ lời bình luận này. Cựu cố vấn tòa bạch ốc Steve Bannon sẽ được thả khỏi nhà tù trước ngày bầu cử vài ngày. Steve Bannon sẽ được thả khỏi nhà tù vào ngày thứ ba. Thời điểm này đưa ông trở lại trước giới truyền thông trước một tuần trước ngày bầu cử, và ông đã kêu gọi cuộc họp báo đầu tiên sẽ diễn ra chỉ vài tiếng sau khi được thả theo lịch trình. Vào ngày hôm nay thứ ba, Bannon đã chấp hành xong bản án tù 4 tháng kèm theo khoản tiền phạt là $6,500. Ông đã bị kết án về hai tội danh coi thường quốc hội vì không tuân thủ lệnh triệu tập liên quan đến vụ ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Mặc dù bản án của ông diễn ra vào tháng 10 năm 2022, một thẩm phán quận của Hoa Kỳ đã đồng ý hoãn tù trong khi ông kháng cáo quyết định. Quyết định này đã được Tòa Phúc thẩm Liên bang giữ nguyên vào tháng 5 năm 2024, và kể từ đó, ông Bannon đã thụ án tại một nhà tù liên bang ở Danbury, Connecticut. Sam Mangold, cố vấn nhà tù của Bannon, đã nói với ABC News rằng thân chủ của ông đã dạy lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ trong tù. Tôi được biết ông ấy rất giỏi về lĩnh vực này, Mangold đã nói. Những người tham gia lớp học của ông thực sự thích thú vì ông ấy là một người đàn ông thông minh, phi thường, và có rất nhiều kiến thức mà không ai khác trong đó có thể có được. Cố vấn nhà tù nói với ABC News rằng ông Bannon ngẩng cao đầu và được các tù nhân khác tôn trọng. Tôi chắc chắn ông ấy rất vui khi gác lại quá khứ và tiếp tục cuộc sống của mình, Mangold đã nói thêm. Theo những gì tôi nghe được, ông ấy cảm thấy mình còn rất nhiều điều cần phải hoàn thành ngay bây giờ. Chính phủ Hoa Kỳ mua 3 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Chính phủ Hoa Kỳ ngày thứ Hai thông báo rằng trong quá trình mua đến 3 triệu thùng dầu mỏ để dự trữ chiến lược SPR. Dầu sẽ được giao đến địa điểm Bryan Mount của SPR ở Texas từ tháng 4 đến tháng 5 2025. Hành động này là một phần trong sáng kiến lớn hơn nhằm bổ sung SPR sau đợt bán kỷ lục 180 triệu thùng vào năm 2022, được Tổng thống Biden thúc đẩy để đối phó với giá xăng tăng vọt do cuộc chiến Nga và Ukraine. Bộ Năng lượng DOE đã mua lại hơn 55 triệu thùng với chi phí trung bình khoảng $76 một thùng. Mức này thấp hơn so với mức $95 một thùng mà dầu được bán vào năm ngoái. Những cố gắng của DOE nhằm khôi phục SPR cũng bao gồm cộng tác với các nhà lập pháp để hủy bỏ 140 triệu thùng dầu bán hàng bắt buộc của Quốc hội, dự định là đến năm 2027, ban đầu nhằm tài trợ cho các chương trình của chính phủ. Số dư chính xác còn lại của quỹ DOE để mua thêm dầu không được công khai. Trước đó vào tháng 10, một nguồn tin của DOE đã chỉ ra rằng khoảng $150 triệu đã có sẵn để mua khoảng 2 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của DOE tuyên bố vào ngày thứ Hai rằng có nhiều hơn một chút so với số tiền này, cho phép DOE tiếp tục mua dầu thô với giá tốt cho người nộp thuế với doanh thu khẩn cấp có sẵn. Ngoài việc mua dầu, DOE còn có thể xem xét làm việc với Quốc hội để hủy bỏ việc bắt buộc bán trong tương lai khoảng 100 triệu thùng dầu từ năm 2026 đến năm 2031. Chiến lược này có thể làm giảm sự hao mòn trong các kho dầu dưới lòng đất của SPR nằm dọc theo bờ biển Texas và Louisiana, nơi đóng vai trò là kho lưu trữ cho khu bảo tồn. Hoa Kỳ siết chặt quy định đầu tư vào kỹ thuật của Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua tuyên bố rằng đang thực hiện các quy định mới để hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể ở Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 1, nhắm mục tiêu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn và vi điện tử, cũng như các kỹ thuật, tin tức lượng tử có thể gây ra mối đe dọa đối với lợi ích an ninh của Hoa Kỳ. Các quy tắc này ban đầu được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề nghị vào tháng 6 và là kết quả của một sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Biden ký vào tháng 8 2023. Văn phòng giao dịch toàn thế giới mới được thành lập của Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực thi các quy định này. Bộ Tài chính đã xác định các kỹ thuật này là trung tâm của tương lai của các ứng dụng quân sự, an ninh mạng, giám sát và tình báo. Paul Rosen, một quan chức cao cấp của Bộ Tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các khoản đầu tư của Mỹ góp phần thúc đẩy khả năng quân sự, tình báo và không gian mạng ở các quốc gia được coi là mối quan tâm. Các quy tắc mới bao gồm một ngoại lệ cụ thể cho phép đầu tư của Hoa Kỳ vào chứng khoán giao dịch công khai. Tuy nhiên, các quan chức đã lưu ý rằng các lệnh hành pháp hiện tại đã hạn chế các giao dịch liên quan đến chứng khoán của một số công ty Trung Quốc được chính phủ Mỹ xác định.
Mục tiêu rộng lớn hơn của biện pháp này là ngăn chặn bí quyết của Hoa Kỳ giúp đỡ cho Trung Quốc phát triển các kỹ thuật tân tiến và giành được sự thống trị trên thị trường toàn thế giới. Nhà tài phiệt xây dựng tòa bạch ốc trên đỉnh tháp chọc trời ở Ấn Độ nhưng không bao giờ được ở. Nhà tài phiệt Vijay Mallya xây biệt thự mô phỏng theo tòa bạch ốc trên đỉnh tháp chọc trời ở Bengaluru 14 năm trước nhưng khó có cơ hội được sống ở nơi này. Năm 2010, ông Vijay Mallya đã chi 19.500.000 đô la để xây ngôi biệt thự trên đỉnh tháp Kingfisher Towers ở quận UB City, thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ. Biệt thự nằm ở lầu thượng của tòa tháp với độ cao 122 mét, có diện tích hơn 3.700 mét vuông, tách biệt với các căn chung cư bên dưới. Theo yêu cầu của Mallya, các kiến trúc sư đã xây dựng biệt thự theo kiến trúc của tòa bạch ốc, có hồ bơi, bãi đáp trực thăng và nhiều vườn tược. Xây biệt thự trên nóc tòa nhà ở độ cao này là một thách thức rất lớn, Irfan Razak, chủ tịch tập đoàn Prestige xây dựng tòa tháp đã nói. Nhưng người chủ sở hữu có thể không bao giờ được sống trong biệt thự này. Năm 2016, ông Mallya đã vỡ nợ hơn 1 tỷ đô la và phải đối mặt với các cáo buộc gian lận rửa tiền. Ông hiện đang sống ở Anh, phủ nhận các cáo buộc này. Trả lời câu hỏi về việc dẫn đầu ông Mallya, Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat cho biết chính phủ Anh Quốc không có ý định biến quốc gia thành nơi người ngoại quốc tìm đến để ẩn náu, trốn tránh công lý. Trang tin tức của Anh, La Bible viết rằng, khu biệt thự không có người ở và có thể ông Mallya chưa từng bước chân vào bên trong căn nhà. Nhiều người đã ca ngợi tòa biệt thự. Đây là một trong những ngôi nhà đẹp nhất cả nước, có khách sạn hạng sang, trung tâm mua sắm xa xỉ nhất và những căn chung cư cao cấp nhất ở Bengaluru. Vijay Mallya, 68 tuổi, thừa kế, đế chế, làm rượu của cha mình. Mallya từng là cựu chủ tịch công ty rượu lớn nhất Ấn Độ và sau này giữ chức chủ tịch United Breweries Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực rượu, hạ tầng hàng không, bất động sản và phân bón. Ông được mệnh danh là vua ăn chơi khi cặp kè với nhiều nữ minh tinh hạng A. Ông từng lập hãng hàng không Kingfisher Airlines nhưng nó đã ngừng hoạt động. Mallya cũng từng sở hữu đội xe đua F1 và một đội bóng cricket. Công ty Palantir của tỷ phú Thiel bị nhà đầu tư Na Uy thoái vốn vì làm việc cho Israel. Một trong những nhà đầu tư lớn nhất của khu vực Bắc Âu đã thoái vốn của mình tại công ty Palantir Technologies vì lo ngại rằng công việc của hãng này làm việc cho Israel có thể làm cho công ty của Na Uy có nguy cơ bị phạm luật nhân đạo thế giới và nhân quyền. Hãng Storebridge Asset Management của Na Uy tiết lộ trong một tuyên bố rằng họ đã loại Palantir Technology Inc. khỏi các khoản đầu tư của Storebridge Asset Management vì hãng này bán các sản phẩm và dịch vụ cho Israel để sử dụng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Storebridge Asset Management có 1.000 tỷ crown là khoảng 91,53 tỷ đô la tài sản, nắm giữ khoảng 262 triệu crown cổ phiếu là 24 triệu đô la Mỹ tại Palantir. Công ty phân tích dữ liệu Palantir được đồng sáng lập bởi tỷ phú Peter Thiel, cung cấp cho quân đội Do Thái các mô hình trí tuệ nhân tạo. Đầu năm nay, thì công ty đã đồng ý cộng tác chiến lược để cung cấp kỹ thuật cho Israel nhằm giúp đỡ cho cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Công ty Storebridge đã thoái vốn sau đề nghị của chính phủ Na Uy vào tháng 3 khuyến cáo các hãng xưởng về việc tham gia các hoạt động kinh tế hoặc tài chính tại các khu định cư của Israel ở các vùng lãnh thổ của Palestine. Tòa án Công lý Quốc tế, tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc cho biết vào tháng 7 rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine bao gồm các khu định cư là bất hợp pháp. Iran thi hành án tử đối với nhà bất đồng chính kiến người Đức gốc Iran sau nhiều năm bị giam cầm. Iran đã thi hành án đối với một nhà khoa học chính trị người Đức gốc Iran 69 tuổi sau nhiều năm giam cầm gây ra sự phẫn nộ ở Đức và hơn thế nữa. Đức cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với chế độ vô nhân đạo của Iran sau khi Jamshid Samad đã bị thi hành án tử vào ngày thứ Hai, trong khi một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Na Uy gọi vụ này là giết con tin một cách phi pháp. Theo gia đình Samad, một công dân Đức gốc Iran và là cư dân Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Iran bắt giữ vào năm 2020 khi đang đi du lịch qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Iran là quốc gia không công nhận hai quốc tịch, đã thông báo việc bắt giữ ông sau một chiến dịch phức tạp mà không nêu rõ ông bị bắt như thế nào, ở đâu và khi nào.
Samad đã bị kết án tử vào tháng 2 năm 2023 vì tội tham nhũng trên trái đất. Bản án sau đó được tòa án tối cao của Iran đã xác nhận. Theo trang tin Mizan của cơ quan tư pháp Iran vào ngày thứ Hai cho biết, án tử của Chashi Samad đã được thi hành vào sáng nay. Ông ta bị kết án vì đóng vai trò trong vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Shiraz, phía nam năm 2008, khiến cho 14 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Gia đình của ông từ lâu đã khẳng định ông vô tội. Ông cũng đã bị cáo buộc lãnh đạo nhóm Todar, nhóm nhằm mục đích lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, và bị Iran xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, vụ giết người một lần nữa cho thấy chế độ vô nhân đạo đang cai trị ở Iran, một chế độ sử dụng cái chết đối với thanh niên, người dân của mình và công dân ngoại quốc. Bà nói thêm rằng Đức đã nhiều lần nói rõ rằng việc hành quyết một công dân Đức sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều này nhấn mạnh thực tế là không ai được an toàn dưới chính phủ mới. Bà nói khi đề cập đến chính quyền của Tổng thống Masoud Pezeshkian, người mới nhậm chức vào tháng 7, bà bày tỏ sự cảm thông chân thành đối với gia đình Samad, người mà chúng tôi luôn giữ liên lạc chặt chẽ, và cho biết Đại sứ quán Đức tại Tehran sẽ làm việc không mệt mỏi thay mặt anh ấy. Tuy nhiên, Mariam Claren, con gái của một người Đức gốc Iran khác bị Tehran giam giữ, đã buộc tội rằng vụ sát hại này có thể đã được ngăn chặn nếu chính phủ Đức thật sự muốn. Israel chi thêm gần 540 triệu đô la để phát triển lá chắn tia sắc bi. Tổng thống Ai Cập đề nghị lệnh ngừng bắn mới với tư cách là giám đốc CIA ở Trung Đông để đàm phán. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đang thúc đẩy Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn trong 2 ngày trong một hành động nhằm giải thoát các con tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán hàng đầu về cuộc chiến ở Doha, Qatar vào ngày Chủ nhật. Dường như không bên nào đồng ý với bất cứ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào hoặc thả con tin, bất chấp đề nghị hạn chế được đưa ra nhằm giải thoát 4 người Israel bị Hamas bắt cóc hơn một năm trước và một số tù nhân của Palestine, mặc dù con số chính xác vẫn chưa rõ ràng. Reuters đưa tin, al-Sisi, người đã phát biểu trong cuộc họp báo ở Cairo cùng với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune, còn gợi ý thêm rằng nếu Israel và Hamas đồng ý với lệnh ngừng bắn tạm thời, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ tiếp tục 10 ngày sau đó. Đề nghị của ông trùng hợp với một cuộc họp lớn hôm Chủ nhật tại Doha, nơi giám đốc CIA của Hoa Kỳ William Burns và giám đốc Mossad David Barney gặp Thủ tướng Qatar Mohammed al-Thani. Bộ Quốc phòng Israel đã ra thông báo cho biết đã ký thỏa thuận lớn trị giá khoảng 2 tỷ shekel là 537 triệu đô la để nhanh chóng phát triển và sở hữu hệ thống đánh chặn bằng chùm tia laser để tích hợp vào mạng lưới phòng không. Hệ thống mang tên tia sắc được sản xuất để cải tiến việc đánh chặn phi cơ không người lái UAV và các loại hỏa lực khác mà lực lượng Hezbollah tại Lebanon sử dụng để tấn công lãnh thổ Israel. Tia sắc được cho là sẽ giúp đỡ đắc lực cho việc phòng thủ trên không của hệ thống vòm sắt mà quân đội Israel sử dụng. Ayan Zamir, viên chức cao cấp Bộ Quốc phòng Israel cho biết, ông hy vọng tia sắt có thể đi vào hoạt động trong vòng một năm tới. Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga ở Ấn Độ. Ukraine bắt tình nguyện viên bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Giả làm tình nguyện, người đàn ông 34 tuổi đã do thám vị trí đóng quân của lực lượng phòng vệ và pháo binh Ukraine tại khu vực Pokrov, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết trong một tuyên bố. SBU cho biết tình nguyện viên này được giao nhiệm vụ xác định vị trí của lực lượng và pháo binh Ukraine trong và xung quanh Pokrov nhằm giúp đỡ Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và pháo binh. Tuyên bố nói thêm rằng nghi phạm hiện đã bị giam giữ, đang phải đối mặt với án tù chung thân vì tội phản quốc. Ukraine đã mở hàng ngàn cuộc điều tra về hành vi thông đồng và phản quốc kể từ khi Nga mở cuộc chiến vào tháng 2. Những cáo buộc có thể khiến cho những người này bị kết án tù dài hạn. Theo các nguồn tin, các lực lượng Nga đang tiến về Pokrov, nơi có dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người, và lực lượng Ukraine đang bị áp đảo về hỏa lực lớn, phải vật lộn để giữ vững phòng tuyến. Trả lời phỏng vấn với Times of India vào ngày 28 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông Narendra Modi là thủ tướng của một quốc gia thực sự lớn. Thủ tướng Modi có thể dùng ảnh hưởng của mình để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Giá trị to lớn của Ấn Độ
quốc gia với 1,5 tỷ dân số, có ảnh hưởng thực sự đến điều này. Theo ông, việc cản trở nền kinh tế Nga, năng lượng giá rẻ và hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sẽ hạn chế khả năng Nga tiến hành cuộc chiến và rút ngắn thời gian của cuộc chiến với Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh chắc chắn đàm phán có thể diễn ra ở Ấn Độ và Thủ tướng Modi có thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi cần chuẩn bị và đàm phán phải diễn ra theo thể thức của chúng tôi vì cuộc chiến đang diễn ra trên đất nước của chúng tôi. Chúng tôi đã có nền tảng là Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Ông hối thúc chính quyền của Thủ tướng Modi thực hiện những hành động cụ thể hơn là lời nói. Philippines tuyên bố tin tưởng tính liên tục của chính sách an ninh Hoa Kỳ bất kể kết quả bầu cử như thế nào. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết Philippines tin tưởng vào tính liên tục của các chính sách Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng mối bang giao giữa Philippines và Hoa Kỳ sẽ vẫn bền chặt bất kể kết quả ra sao. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro đã nói liên minh giữa hai quốc gia được giữ trong các mục tiêu an ninh chung và cam kết giữ luật pháp thế giới, bao gồm ở vùng biển, tranh chấp tại Biển Đông. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với sáng kiến hai bên và nhiều bên là lưỡng đảng. Bên cạnh thực tế là chúng tôi đang hành động cùng nhau ở thể chế, nền tảng, ông Teodoro nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói thêm rằng hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông đã đặt Philippines lên hàng đầu trong những sự lo ngại về an ninh khu vực gây ra phản ứng trên toàn thế giới. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc đã làm cho Philippines nổi bật, mà theo lẽ thông thường, nếu mọi người tuân thủ các quy tắc, nếu họ không làm điều xấu, thì sự nổi bật này của Philippines sẽ không có ở đó, ông nói. Vì vậy, tất cả là lỗi của Trung Quốc lúc này, vì mọi người có một nhu cầu cảm thấy phải đoàn kết lại vì hành vi sai trái của họ, và điều này đang diễn ra. Căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, hầu hết mọi tuyến đường thủy này, thách thức tất cả các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Philippines và gần đây là Việt Nam và Indonesia. Và tuần trước, Indonesia đã đuổi một tàu tuần duyên Trung Quốc ra khỏi vùng biển của mình sau khi con tàu này can dự vào một cuộc khảo sát năng lượng. Tin Việt Nam, chiêu trò cô đồng, Phan Thị Thu Trang đã lừa 28 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 5 ở Sài Gòn đã khởi tố và bắt giam Phan Thị Thu Trang, 34 tuổi, ngụ ở quận 5, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trang được biết đến với biệt danh là cô đồng Phan Thu Trang. Người này cũng rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với các trang Phong Thủy Tâm Linh Phan Thu Trang. Qua điều tra, công an xác định Trang đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để thu hút người có nhu cầu về phong thủy, tâm linh, coi bói. Người này cũng quảng cáo việc xem tuổi, bán đồ phong thủy và túi hóa giải tam tai. Một bài viết được bà Trang đăng trên trang riêng của mình gần đây, tháng 6 âm lịch, tuổi Sửu 1997 và 1985 sẽ trải qua một tháng đau ốm, bệnh và hao tài khá nhiều, tuyệt đối phải cẩn thận về giấy tờ pháp lý. Gia đạo phải cẩn trọng có lục đục, tình cảm ly tán. Các bài viết video về phong thủy này đã có nhiều người xem. Khi gặp đúng người có nhu cầu, Thu Trang lại vẽ ra rằng họ gặp tam tai, bị vong theo, muốn hết phải làm lễ cúng tiễn vong. Trong số này có bà M, ngụ tại phường 1 quận 5, đã bị bà Trang lừa hơn 700 triệu đồng. Trước đó, bà M đã đến gặp Trang để mua thuốc xong. Sau khi xem xét hỏi han, Trang nói rằng gia đình của bà bị vong theo phải làm lễ cúng. Cô đồng này liên tục yêu cầu bà M chuyển tiền để soạn lễ cúng. Theo trình báo, thì số tiền bà chuyển cho Trang tổng cộng là 767 triệu đồng. Một người phụ nữ khác cũng đã tìm đến Trang với mục đích ban đầu là mua vòng phong thủy. Sau khi tìm đến thì Trang lại hù dọa về các vấn đề tâm linh. Muốn hóa giải thì phải soạn lễ cúng tam tai, đuổi vong. Trang ra điều kiện là nạn nhân phải chuyển tiền này sau đó sẽ được hoàn trả lại. Chỉ trong nửa tháng 9 năm 2023, người này đã chuyển cho Trang 2 tỷ 600 triệu đồng, là khoảng 105.000 đô la. Tuy nhiên, sau 10 ngày, Trang vẫn không chuyển tiền trả lại. Ban đầu thì công an xác định có khoảng 40 người đã bị Trang lừa đảo, cùng với một phương thức, thủ đoạn với tổng số tiền là khoảng 28 tỷ đồng, là khoảng 1 triệu 150.000 đô la. Công an quận 5 cũng đã phát thông báo đề nghị ai là nạn nhân của Trang xin liên lạc với đội cảnh sát hình sự phường 10 quận 5 để kết hợp điều tra. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Ghế Hồng Loan và Bảo Lộc,
tôi muốn nhờ tìm giúp một bạn nữ tên là Tiên ở Tân Quy, học trường cấp 3 Lê Thánh Tôn. Có bạn là Nga và Diệu Hiền, đã xuất cảnh qua Mỹ nhiều năm. Nếu nhận được tin, xin hãy liên lạc cho anh Oai theo số điện thoại 408-360-7626 hoặc địa chỉ email trần oai161@gmail.com. Đã nhiều năm không gặp, muốn gặp gỡ lại những bạn già tại Hoa Kỳ. Bảo Lộc xin được đọc lại số điện thoại của anh Oai là 408-360-7626 hoặc email là trần oai161@gmail.com. Bảo Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thì quý vị cũng chắc cũng thắc mắc là tại sao mà Lộc nổi quá, Hồng Loan hơi chìm. Lý do là người ở thì cũng vậy thôi. Cinderella quý vị, mà người Việt Nam gọi là cô bé lọ lem. Thì một cô bé lọ lem mặc đâu đâu có được mà kiểu mà nổi bật đâu. Đúng chị rồi. Lọc cái lọc thôi, lọc dây nhợ tùm lum. Muốn bận cái đồ mà cô bé lọ lem mà áo đầm xòe bự đó, nhưng mà không được. Cái áo đầm đó nó hở quá, bụng lên sợ bị quở. Với lại ngồi không có được nhiều. Tới đúng 12 giờ là cái beng cái nó trở thành bình thường. À. Bởi vậy thôi mặc đồ này đi. Bận này đi khỏi chạy. Khỏi chạy, chạy không kịp đâu. Rồi hôm nay làm gì đây Lân? Bảo Lộc muốn làm gì? Không lẽ kể một câu chuyện ma nữa. Chuyện ma cho tới Halloween luôn. Quý vị có chuyện ma gửi cho Lộc nha. Lộc coi như gần hết rồi đó. Cạn kiệt rồi hả? Rồi, con câu chuyện ma. Ông chồng đi nhậu xỉn về nửa đêm. Trời mưa gió âm u. Thấy bà vợ nằm trên giường, mới leo lên giường. Đắp cái mền rung rung, tại trời lạnh mà. Bỗng nhiên nhìn ra cửa sổ có một cái bóng xét qua. Ông chồng mới khiêu bà vợ: em anh mới thấy cái bóng từ bên đây nó nhảy qua bên kia. Bà vợ im lặng không nói gì. Một chút xíu sau, ông chồng bỗng thấy một cái bóng khác nhảy từ bên đây nhảy qua kia. Ông mới khiêu bà vợ: em anh sợ quá, em anh thấy hình như là ma đó em ơi, nó nhảy từ bên đây, nó nhảy qua bên kia. Bà vợ bỗng bật dậy, không phải là vợ, một cái bàn tay giá trước dài giơ lên. Hả, ma? Ma cái gì mà ma? Ma sắc má thì có, đi nhậu giờ này mới về, cây roi nè, quất ông à. Thấy bàn tay dài quá, ai nhè cầm cây roi. Giận quá không thèm nói luôn, khiều hoài cũng không thèm nói. Còn thấy ma chứ. Nói nhiều cây roi nhớ là nhỏ mình cũng hay bị lắm á. Sao? Bị cây roi mang quýnh mỗi lần đi chơi giờ khuya. Dạ. Yeah. Nhỏ Bảo Lộc vụ đi chơi giờ khuya bị cây roi quýnh hoài. Quýnh hoài. Ma này Loan sợ không? Loan đâu sợ, người sợ là Bảo Lộc. Đúng rồi. Bữa nào đi nhậu giờ khuya coi chừng. Cây roi. Chuyện vui thôi nha quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.